Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay thì ở quê mình thời tiết nắng khá là đẹp rồi các bạn ạ. Mình với Út sẽ đi trèo thêm vài cây hà dội nữa, khoảng 4-5 cây gì đấy các bạn. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ cái hà dội của anh em bọn mình. Thì hôm nay thì bọn mình sẽ trèo nhanh thôi, sẽ lấy nhanh thôi bởi vì là đông người. Cùng thôi. Quá cha, mạnh phết nhỉ. Mạnh phết đấy. Em bị rơi vào đầu à? Đây, cái này nó chín rồi, nó nứt rồi. Này rơi vào đầu tương đối đấy. Tương đối dễ chịu chứ. Đây, bây giờ là đã xong 2 cây các bạn ạ. Mọi người sẽ quấn cái bạt thu lên đây. Đây. Bạt quá đẹp luôn. Lúc ở nhà bà cối bạt. Ôi, năm ngoái trèo cái này xuống đủ đâu, bao nhiêu đây rồi. Chưa hết đâu, còn mắc đầy trên cây này. Bỏ hết rồi mà. Để thêm vạn nắng này lên là nó lại nẻ hết rồi mà. Nứt nhanh đúng không? Có cả hoa nha các bạn ơi. Hoa này, sang năm có quả. Cây nhỏ, cây kèo lên cây nhỏ là nó dễ. Ủa, bọn anh to hạng này. Nhà ốt cho mày. Tí nữa cháu vào mà xem thì bà chỉ cho. Tao có thủ ngoài cái máy kìa. Hôm nay là 2 cây các bạn ạ. Được bao nhiêu hạt. Bây giờ mọi người sẽ nghỉ một tí xong chéo nốt. Thấy sang bên châm châm này này em ơi, nước đấy. Chắc chả khát quá. Chắc chả khát đâu. Nó ở nhà quá, ông bà say rượu quá. Cái thang này nó ọp à, ọp hiểm. Phang bà hiểm đi vô đây. Hôm nay một cái bàn quá như mới. Rồi. Ủa trời ơi. Món bà. Nhìn như chào nhìn thấy mình hoa mắt rồi. Thank you.
Ôi. Nó mắc ở cái cây bên này là rực mực mà. Nó cắn ra nó. Sáng chưa bắt bún bò nào. Đây có thuốc kiến đấy nhỉ, xịt vào đấy. Căng cái bạn cây này. Ăn được sao đấy mình vì nó trong hai bé ra bạn nghĩ là vì nó chạy theo học. Ôi trời, chỗ này có cái gơ. Ai da, ôi kiến cắn cả tay. Ôi. Hành nghề chinh chiến của anh em. Đây nữa. Ôi giời. Quần cá tít này. Mấy cái năm một cây năm ngoái anh em mình trèo nhỉ? Wow. Cái trái đi nhận nữa. À trời đấy. Để em bắt cái chuồng này đi. Đây anh với cái chuồng này để một quán. Em làm xong rồi, được chắc là được cây này ít, cây to nhưng ít quá. À. Có những bắp nó già quá nó nứt đi. Rất là đẹp. Quả to nhỉ. Ăn rồi này cái vỏ nó như kiểu cái quả mỡ nhỉ. Ừ. Như quả mỡ. Mỡ ăn luôn nhá. Vậy cần nhiều bao nhiêu? Anh em lên xuống rồi. Chị ơi phải giữ cái thang nhá. Có nhà đi em chờ đi. Nó chỉ hồng cái đai thôi. Ra tiền nào của đấy mà cái đấy có mua có 150 đấy. Tôi gốc kia à, thôi chị thường đứa rồi. Đây đi sau ạ. Chuẩn bị cậy hạt dổi à, đẹp hết nhỉ, giống cái hạt ngô nếp mà người ta ăn ngâm ở chợ nhà ngôi nhà. Ừ. À hạt ngô ấy, ngô giống. Sọc quần tay. Một Minh Hoàng cậy được đống đấy rồi. Được. Một Minh Hoàng cậy được đống đấy rồi. Đấy. Cái bàn tay. Ủa, nó một lúc nó ngồi nó cậy bằng tay không à? Các bạn nhà cậy mãi rồi, nó quen rồi. À, em nhớ rồi. Chúng mày thầy làm gì đấy? Quả cáo à? Hạt dổi nha. Quay người lại nữa. Đấy đúng không? Đấy. Hạt dổi của anh em đây. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá nhiều. Hạt dổi ta. Thành quả của anh em đi trèo hôm qua đây. Quá nhiều đúng không? Đây là hạt dổi hôm qua bọn mình đi trèo các bạn ạ. Còn vẫn còn bên dưới nữa cơ. Các bạn nhìn thấy hạt nó đẹp chưa?
đẹp và đều nhá. Cái đấy khô rồi, để anh phơi chỗ khác luôn. Dưới khác. Giờ sẽ phơi nắng. Chắc phải mất khoảng 2-3 nắng các bạn ạ. Ô, có khi 3-4 nắng đấy. Thời tiết này không nắng gắt lắm. Mùa thu mà. Ghê nhỉ. Này có 1 tấn thịt ướp. Hơn tấn thịt đi. 3 tấn thịt. Mẹ răng căng căng cái lưới ra nào. Răng 2 mét ra. Lưới này để lâu ngày nó không. Rồi. Còn nhiều chứ nhỉ? Ô, còn nhiều. Cái vẫn còn nhiều mà. Vẫn còn mẹ này là khô hết rồi à? Ừ. Chưa khô đâu. Trải lưới này nó khô nhanh. Đây, vẫn còn một mẻ đây nữa các bạn ạ. Đẹp chưa? Mẻ này thì chắc còn khoảng một nắng nữa thôi, hoặc là nắng hôm nay là khô rồi. Hai mẹ này với lại mẹ bên trên kia, bên trên mẹ mình kia, còn mẹ chắc cũng phải tầm 2 nắng nữa. Còn mấy cái đỏ đỏ này chắc phải khoảng 3-4-5 nắng mới khô các bạn ạ. Bởi vì là mấy hôm nay nó có nắng đâu. Thơm nhỉ. Đấy, bây giờ anh em bọn mình sẽ làm chương trình ẩm thực nha các bạn nhá. Bò ta. Hôm nay thì mình có chuẩn bị hình như là gần 1 cân thịt bò các bạn ạ. Mình với Út sẽ nướng hạt dổi luôn. Út đang gầy bếp đây rồi. Để 1 lá để ăn Út ạ, còn 1 lá để ướp. Bây giờ dã hạt dổi ra các bạn ạ. Dã hạt dổi thì mình nướng hạt dổi luôn. Bò cũng bê. Để tay gắt kiếm đã. Bò cũng bê này. Rồi. Này thịt bò. Con này là mua mới 1 triệu. Dao nhỏ đấy á? Ừ. Con này 1.2 triệu này. Ừ. Con này 1.2 triệu nhưng mà 1.2 triệu nó có cả cái ấy của nó đấy các bạn. Lúc chưa mài. Nó có cả bao dao đấy. À, sát nhờ. Sắc ác luôn. Anh em cắt to như này. Tí nữa ăn cả bảng cho sướng. Của nhà làm ra. Ấy. Địa hình không được bằng phẳng. Nướng tươi, nướng không hơ qua lửa nhá. Tí nữa mình nướng nó sẽ thơm. Thế thôi. Ấy, mùi thơm thế. Nước mũi luôn. Đấy, thơm nước mũi luôn. Đấy,
em rắc vào đây xem nào. Tí nữa sao? Cho tí muối nữa. Ăn cả cục mới sướng. Hôm nào lên rừng. Vẫn cục hết đây. Ướt. Thôi thế đâu ạ. Tí tí mình nhẹ chấm. Anh em à, bóp nha. Bóp cho gia vị nó thấm hết vào muối mắm này. Nó ngấm hạt dồi này, nó ngấm hết vào cái thớ thịt này. Cho sướng. Ăn chất. Ừ, nhìn thích nhỉ? Thơm nước mũi luôn. Nên mà phải nó trời nó nắng nóng làm hai lon bia nữa thì đẳng cấp pro luôn. Đấy anh em à, để cho nó ấm đi, ngậm gia vị đã rửa dao. Mùi thơm hạt dổi thật. Xin được tảng à, thấy non nhỉ, à thấy mềm nhỉ. Bò này bê thôi. Ở chỗ mình cái thịt bò là người ta mổ mổ những cái loại bò nó ấy thôi. Nó còn non thôi. Em lớn tái. Úi giời. Xin tiếp cái này là. À hai xin à. Dài quá. Úi. Ngon. Ủa nặng phết nhở. Đúng là thịt nạc thật. Đấy. Nhìn cái hạt dổi nó lốm đốm này. Đẹp chưa. Đấy. Này còn gì bằng nữa. Ở đây chỗ Út đang làm cái giá các bạn ạ. Để nướng. Hôm trước đi rừng mang con dao này đi các bạn có bác hỏi Út ạ. Nhưng mà dao này bọn mình không bán. Dao này không, nó ra lô khác rồi. Ừ. Dao này dao của ấy đây, có logo hợp tác xã. Dao Phúc Sen. Nhưng mà bọn mình không bán các bạn ạ. Đấy, mua phải dùng thôi. Đấy, con này là mất hơn 2 củ rồi. Ừ. Dao sinh tồn của Út mà. Đây, bao của nó này. Đẹp nhỉ. Ừ. Đấy. Ừ. Quay cho các bạn xem thôi chứ còn anh em thì không bán loại da này. Mua về dùng thôi. Ừ. Sắc lắm. Nhọn hoắt luôn. Lâu ngày cả mãi đến nó. Sướng. Nó sắc chắc, mãi có chịu mài. Chắc tay lắm. Cái này nó cái này. Đây, sắc lắm. Có Út không chịu mài luôn. Sắc mài làm gì? Chơi kiểu đấy thôi à? À có nghĩa là đốt cháy lửa đi các bạn ạ. Trong bây giờ là chỉ lấy mỗi phần than thôi. Này tái thôi, tùy theo mình ăn. Ừ. Mình ăn chín thì ăn tái. À, anh em mình muốn tái. Thịt bò nó chín nhanh lắm. Thịt bò mà nó nhìn các bạn mà nhìn có khi không phát hiện ra ấy. Nó dạng như kiểu thịt lợn nái thôi. Bò non ấy. Đấy, sắp chín rồi. Cho thêm một tí nữa là đảm bảo cái độ khô rồi. Nướng chín quá nó khô, nó không ngọt thịt đâu. Ừ. Đây này. Như này là ngon này. Ừ. Tùy theo người ăn. Với mình như này là ngon rồi. Ăn chín mãi, ăn sống mãi quen. Ăn sống nó mới ngọt. Chín khô. Đấy. Tầm cho khoảng 3 phút nữa các bạn ạ. Là anh em có một cái xiên thịt nướng à. Quá ngon. Quá ngon luôn. Ăn kiểu du mục nha, mọi người nha. Ăn kiểu ăn bụi mới ngon. Ăn bụi, ăn bờ bụi. Chín rồi, lấy ra thôi. Ơi, dã hạt dổi đi đâu đây? Dã hạt dổi trộn bột canh đi đã xong mới mang thịt ra. Mình quảng cáo hạt dổi, mình phải chấm hạt dổi chứ. Hạt dổi nướng. Không, không phải nướng nữa, mình chấm luôn. Tức là hạt dổi ăn là các bạn phải nướng nhá. Còn anh em ở đây thì thôi, mình chấm tươi, chấm sống cũng được. Thớt vừa hơ xong. Cái này là hạt dổi mình làm để làm cái chấm ấy các bạn. Nước chấm nhá. À, gọi là cái gia vị chấm.
Bình thường mọi người sẽ phải nướng đi, nhưng mà hôm nay là ăn kiểu đấy, phơi khô quá nó giòn đây này. Ừ, nhờ. Gã gỡ cái vỡ vỡ luôn này. Anh em một mình nha. Ui thơm thật. Cách khoảng mọi người ăn lần sau phải nướng nha. Đây anh em kiểu chơi kiểu dân dã thôi. Kiểu ăn bụi nên anh em không ấy nữa. Không nướng. Cho lên đây thì chấm luôn. Ừ đấy đúng rồi, cho thớt chấm ăn là thớt luôn. Vụt canh chưa? Có rồi. Đây này, nó tự nứt đây các bạn này. Lấy thịt bò khu bê ra nhá. Ừ lấy ra này. Ăn nháp. Thật luôn anh em, sướng chưa? Úi xôi. Đấy, à rồi nó nứt đi. Chín nó nứt. Chết chưa anh em? Nướng tái thì này nướng chín rồi ấy. Ừ. Sướng nhờ. Chặt, chặt nha. Ừ. Rào sắc huyết. Úi, còn tỏ hồng hồng này này. Có hồng à? Anh nhìn này mới chất. Ừ. Nó nóng hổi nhờ. Nóng hổi vừa. À. Bên kia là lá phát ban nha các bạn nhá. Để đã. Gì gì nhưng mà. Rồi. Rau gì nhưng mà được đấy. Là hơi bị sắc luôn. Vẫn chín quá nhờ. Chín rồi, như này là chín rồi. Đấy, anh em xuống chưa? Mời anh em nha. Rồi làm đi. Mời tất cả mọi người nha. Ăn thịt bò ăn nháp nha, ăn kiểu thái bụi. Thái hết ra đây, út đây, thái hết cục đấy ra đây đi. Review một miếng cho mọi người đó. Đấy. Được không? Ngon lắm mọi người ạ. Hôm nay anh em không chịu chè gì nhé, chiều còn lại còn được phải đi xếp gà. Quá ngon rồi anh ơi. Nướng thịt bò nó phải còn hơi hồng hồng các bạn ạ. Cái này mà có một tí nậm pịm chấm thì còn đẳng cấp nữa nhỉ. Tí, loan bia nữa thì tuyệt vời. Sướng lắm. Ui giời. Làm đi út. Làm ghém cái lá phát ban. Lá phát ban đi. Và lại anh em có giống tại Phú Thọ nha. Đấy của anh em Sơn La, Điện Biên mà. Đấy, cuộn vào. Từ từ có mặt tại Phú Thọ. Ai xa. Đấy, chấm. Chấm ngập mồm, ngập miệng luôn. Ui. Lá hơi già hay sao út ạ? Ngọc quá. Chát chát. Chát chát hả? Anh mời các bạn đi. Con dao út thái thì chất lượng lắm. Làm cái miếng đỏ đỏ này đi nhờ. Thấy em nhìn này bẩn bẩn như này thôi, sắc lắm. Sắc nhờ. Chấm hạt rồi. Đấy. Rồi. Lũ ướp có rồi nha các bạn nha. Mời các bạn nha. Ấy, sướng chưa? Này, chấm các quả ớt nữa. Đấy. Ăn chớ thốn là mới ngon. Thơm thế. À, thơm hay rồi thật út ạ. Chất lượng. Ngon lắm bia nữa ngon nhỉ. Ngon bia quá tuyệt vời. Trường sinh bất lão luôn. Ngon quá, quán bia bò thì hơi kém. Hai cục thịt bò ăn ắc ấy à. Ấy. Cho hết ra. Cho hết ra đi. Đấy, thái ra các bạn nhé. Làm cái cục to to này thái thử xem nào. Đây này, cục này mới ngon. Ui, cục đấy ngon hơn nhỉ. Đấy. Này, út. Đấy. Đã luôn mọi người. Đấy. Mời các bạn nhá. Cho tí là cây vào như kiểu dây á. Ghém vào. Chấm. Đấy. Cho lá vào. Thời tiết này se se lạnh này anh em nào. Nên làm một tảng thịt bò lên rừng. Lên bờ sông bờ suối nướng ăn ngon tuyệt vời. Ngon tươi bến. Hai ba lon bia nữa. Anh em như dạng cắm trại. Ngon lắm. Ăn vào còn thích ăn nữa. Ôi, nó còn nước này.
Đấy, đến lượt mình các bạn ạ. Đấy. Gập vào. Chút luôn. Chấm hạt dổi. À. Mà nó ăn bia nữa thì no cả ngay luôn. Ừ. Nó sẽ bọt như thế này các bạn. Ăn không thấy vị mùi bò nữa. Mùi toàn hạt dổi ấy nhỉ? Toàn hạt dổi. Ngon thật. Nó phải chảy nước ra thế nhỉ? Ăn như thế này rất là ngon. Đấy. Nhưng mà thiếu tí cay cay vẫn kiểu gì ấy nhỉ út nhỉ? ngọt thế. Đấy. Sướng chưa nhỉ? Quá sướng luôn. Có ngon. Em thích ăn đỏ đỏ này, miếng này đã vừa tái. Đỏ đúng sở thích của út. Đúng sở thích của bọn mình luôn. Sướng chưa? Nó còn đỏ hồng. Ăn như này mới chất. Ngon quá, anh làm ạ. Anh làm thử miếng, làm thử cái miếng nó đỏ đỏ này. Đây, không, phải thái chứ. Tự tay mình thái các bạn ạ. Ui, đây các bạn này. Ăn đỏ ngọt lắm. Ăn đỏ mà. Hay mình ăn mãi rồi sống nó quen rồi. Nó ngọt hơn. Còn già tiết. Con này còn già tiết. Đấy. Anh em thấy chưa? Này. To này cơ mà. Còn đỏ đấy chứ. Hồng. Lòng đào. Ghém vào. Đấy, đây này. Đấy. Thịt bò ăn kiểu lòng đào ấy. Làm một miếng to này là nghỉ nhá. Tổng kết miếng này. Tổng kết đấy. No rồi. No quá. Em mời các bạn đi. Ăn hết ngon. Tặng thịt bò. Mình cũng chẳng cái miếng dùng cuộc chơi mà mẹ. Ngon thật. Bò nha, nó cũng còn chưa chín mấy. Gọi là bò tái đấy. Nó chỉ chín ở ngoài này thôi. Ngon lắm. Ăn miếng này lắm ấy. Thật chất là bò. Hốt miếng này thôi. Phép dừng cuộc chơi rồi. Ngon. Hết cân thịt bò rồi. Ăn. Ngon nhỉ? Ăn rất ngon. Cái lá này bạn. Thôi. Mũi cắn rồi. Anh em mình xin phép là kết thúc video này ở đây nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn nhé. Vẫn cố à? Làm nốt miếng này. Ngon mọi người ạ. Có dao vậy thì mài dao đó. Cắt. Nó ăn nhãn rồi.